Sorry, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thanh và hôm nay mình sẽ có một cái test rất là khá là thú vị trên cái PC của mình. Thì như bạn đã biết thì có cái giả lập PS3 ấy. PS3 là cái dòng console mà bạn có thể chơi rất nhiều game. Rất nhiều game nó sản xuất trên PS3 và bây giờ mới nhất là PS4 của PlayStation. Thì nay mình sẽ có cái test giả lập PS3 ở trên cái máy của mình. Và các bạn có thể làm theo hoặc là thì xem mình thôi. Tại vì cái giả lập PS3 là đòi hỏi một cái cấu hình máy nó không phải là máy nó phải tốt một chút đấy. Thì mình cũng, cái máy của mình nó cũng không gọi là tốt mà nó chỉ gọi là bình thường thôi. Thì cái cấu hình của máy mình đây, nó là Intel Core i5-3337U, một cái dòng chip thế hệ thứ 3, RAM 6GB, Windows 10 64bit và cam màn hình là NVIDIA 740 GT 70M. Ok, thì đây gọi là cấu hình bình thường thôi, chơi được vài game vớ vẩn linh tinh thôi. Bạn là có cấu hình tốt thì các bạn có thể test theo mình mà. Ok, đầu tiên thì các bạn cần có ba thứ này nhá. Thì mình sẽ gửi bạn, mình sẽ có cái link download đầy đủ phía dưới cho bạn đâm, và bạn sẽ giải nén này ra cho mình. Đấy, giải nén ra, giải nén đâu cũng được. Đây, mình giải nén ra desktop rồi. Thì các bạn sẽ chép, quên, mình giới thiệu qua, đây là cái file game nha. Game hôm nay mình sẽ test đó chính là cái game Metal Slug 3. Nó kiểu như con trai các bạn ạ. Và đây cái quan trọng nhân vật chính của chúng ta đó là cái PC S3 này. Đây chính là cái giả lập PS3. Và cái Dev Flash này thì là hỗ trợ thôi. Dev Flash thì mình sẽ copy vào đây nha các bạn nha. Đây, các bạn kéo vào đây luôn. Ok. Rồi. Sau đó thì các bạn mở cái Metal Slug 3, nó có một cái hai cái file này. Một cái file là RAR file và cái PKG file. Các bạn check cái RAR file của mình, copy, quay lại cái chỗ thư mục giả lập game, file là PS3, các bạn sẽ chép vào cái HDK0 này, game này, nhầm home chứ 001, chép vào đây. Rồi, bạn chép vào đây, paste, pick file nha, mình paste sẵn rồi này. Ok. Rồi. Sau đó các bạn sẽ mở cái giả lập lên. Ôi trời ơi. Đây, giả lập lên. Và các bạn sẽ boot bằng cách là cài đặt cái file PKG. File PKG thì các bạn đấy. File PKG của game này. Chọn luôn, ok, open, xong. Đây mình có sẵn rồi này. Các bạn sẽ vào config chỉnh cho mình một số thứ làm giống, chỉnh giống mình nhá. Tại vì mình chỉnh trên mạng thôi, mình đâu biết cái này đâu. Đấy. Thì mình nhớ recompiler này. Tích vào cái này này. Cái này thì chắc là tích sẵn rồi. Config chọn là DirectX 12 hoặc là VuClang thì các bạn. Mình chọn DirectX 12. Độ phân giải là 12.0 × 720. Cả màn hình đây. Tỷ lệ frame thì mặt auto. Ok. Như này thì không cần chỉnh. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ vào game. Vào game, các bạn có thể chọn chuột phải chọn boot hoặc là click đúp 2 lần. Boot luôn. Ok. Bây giờ nó không full màn hình được. Mình thấy là người ta sử dụng được cái giả lập PS3 này khá là nhiều và đã có rất nhiều game đã được chơi được khá là ổn, như là kiểu World of War 3, các bạn chắc là biết World of War, một dòng game mà chỉ sản xuất ở trên PlayStation và Xbox, không nhỉ? Chắc thế đấy. Nói chung là trên nền tảng PS3 và PS4 thì rất là nhiều game hay mà nó không ra trên PC. Sau này tương lai mà nó phát triển thì chắc là người ta sử dụng cái này rất là nhiều.
để chơi PS3. Thế bàn phím thì mình để mặc định nhá, các bạn thích chỉnh bàn phím thì các bạn có thể vào cái path setting. Mình để mặc định cho nên mình sẽ bật X để vào. Ok, và game này nó tựa như là con trai các bạn, như là FPS nó đạt cái mức gọi là trên 50 là chơi được khá là tuyệt vời rồi. Thật sự là nếu muốn tự game mà trên PC thì nếu mà đạt trên 50 thì các bạn có thể chơi tốt. Đây các bạn thấy cái đi lại nó khá là mượt mà. Các bạn nhớ là cái giả lập nó sẽ khá là muốn CPU. Đây là cần CPU mạnh thì CPU của mình cũng không dạng gọi là full buff thôi. Ôi giời ơi, mải nội sao quá, nó quạt chết luôn thì các bạn. Ôi, ăn cá. Mấy con hàng Sida này, 4-5 cân. Quang bom nào, bật rét để quang bom các bạn nhá. Khá ổ nó đi, rồi ok. Cua. Rất thích ăn cua. Đôi lúc cả FPS nó sẽ bị đỡ ở nhảy chút các bạn. Cảm ơn nhá. Cảm ơn anh già nhá. Có thể là mình sẽ tìm một game nào đó khác để test xem thế nào. Và đặc biệt là có cả đường buôn Z buôn cái chi ạ. Thì Ultimate chăn cái chi. Không biết là máy mình có chơi nổi không. Ôi dồi ôi, nó nhả độc. Ôi dồi ôi, thôi có lẽ là mình xin dừng cái test của mình tại đây rồi. Mình xin nhắc lại nhá, bạn nào thích thì bạn có thể làm theo mình, hoặc là xem thì tùy các bạn thôi. Và đây chỉ là cái thử nghiệm thôi. Các bạn thấy hay, các bạn nhấn like, share và subscribe kênh ủng hộ mình nha. Bye bye.